Chuyển sang thông tin thời tiết đáng chú ý. Nắng nóng cao điểm trên khắp cả nước. Người dân cần chú ý bảo vệ sức khỏe khi ra ngoài vui chơi. Thông tin chi tiết sẽ có ở phần cuối của chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị. Dự báo khu vực Sơn La, Hòa Bình và từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 39 đến 42 độ C, có nơi trên 42 độ C. Các nơi khác ở Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Dự báo nắng nóng sẽ kéo dài hết kỳ nghỉ lễ. Để có một kỳ nghỉ an toàn, đảm bảo sức khỏe, quý vị chú ý hạn chế ra ngoài từ 11 giờ đến 15 giờ lúc trời nắng gắt. Ưu tiên các hoạt động trong nhà, uống nhiều nước, không tắm ngay khi ở ngoài về, rất dễ bị cảm.